tá hỏa phát hiện thi thể hai thanh niên bên bờ ruộng. Sáng ngày 10 tháng 3, người dân xã Trường Trung, huyện Nông Cống, Thanh Hóa tá hỏa khi phát hiện thi thể hai nam thanh niên bên bờ ruộng lúa. Chiều ngày 10 tháng 3, xác nhận với báo chí, ông Lê Đình Oanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến hai thanh niên tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 10 tháng 3, người dân thôn Phượng Đoài, xã Trường Trung phát hiện anh NMC, sinh năm 1992 và anh TVC, sinh năm 2000, ngụ thôn Phượng Đoài, tử vong bên bờ ruộng lúa. Nhận được tin báo, công an xã Trường Trung đã tới nắm bắt sự việc, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo với cơ quan chức năng để điều tra, xử lý vụ việc. Tìm hiểu được biết, vào tối hôm trước, mùng 9 tháng 3, hai thanh niên này rủ nhau đi đánh bắt cá. Lúc đi vào khu ruộng lúa của một gia đình trong thôn thì vướng vào dây điện được, gia đình này giăng để bẫy chuột nên bị điện giật tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.